tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp bà Ellen Kuhlman, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn DuPont, doanh nghiệp thuộc 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ với hoạt động chuyên về lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Từ 20 giờ ngày 20 tháng 5, giá xăng RON 92 bán lẻ tăng thêm 1.200 đồng một lít, lên mức 20.436 đồng một lít. Giá dầu mazut và diesel tăng 500 đồng một lít, trong khi dầu hỏa giảm 64 đồng một kg. Lần đầu tiên, vải thiều Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Australia và Anh. Tuy nhiên, đây cũng là những thách thức đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam, bởi đây là những thị trường khó tính, đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Ellen Kuhlman, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn DuPont đang có chuyến thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tập đoàn DuPont là doanh nghiệp thuộc 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ với hoạt động chuyên về lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh kết quả làm việc cũng như thỏa thuận đạt được giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tập đoàn DuPont trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong các chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam là áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ sinh học. Vì vậy, chính phủ khuyến khích người dân và doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư theo hướng này nhằm nâng cao hiệu quả của nền nông nghiệp. Với tinh thần đó, Thủ tướng đánh giá cao và ủng hộ các chương trình hợp tác giữa hai bên trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, cũng như các chương trình và dự án mà DuPont triển khai tại Việt Nam trong thời gian tới. Chia sẻ các dự án hợp tác thành công với Việt Nam trong gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, bà Ellen Kuhlman khẳng định DuPont sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, cũng như hợp tác đầu tư các dự án nông nghiệp lớn tại Việt Nam. Đồng thời, DuPont sẵn sàng chuyển giao những công nghệ mới nhất của mình cho Việt Nam, trong đó có công nghệ biến đổi chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học và vật liệu sinh học.